Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy xảy ra tại khu vực phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phía sau tôi thì quý vị cũng có thể thấy là những cái cuộn khói đen rất là lớn. Được biết là vụ cháy xảy ra tại một kho bãi. Theo nhiều người dân ở đây thì những kho bãi này là chứa hóa chất. Và tại vị trí này thì tôi vẫn cảm nhận được cái sức nóng do vụ cháy xảy ra. Thậm chí là tại khu vực cháy thì liên tục có những cái tiếng nổ và bùng phát lửa rất là lan rất là nhanh. Ngay khi nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, đồng thời thì đang kêu gọi chi viện để mà dập lửa. Tuy nhiên thì với cái ngọn lửa rất là lớn, lan rất là nhanh nên việc chữa cháy gặp rất là nhiều khó khăn. Vụ cháy thì cũng thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người dân xung quanh. Nó cháy lúc cái tầm 1 giờ đó, lúc mà tôi đi ngang đây nè, là nó mới cháy nhỏ thôi. Rồi tôi mới chạy vô cái phòng cháy chữa cháy kế bên này nè, chạy vô mà không có trực gác. Đấy là hóa chất đấy, đấy là hóa chất sơn đấy. Ve chai này, rồi sửa gỗ này, rồi hóa chất sơn đấy. Đấy là có một cái công ty người ta thuê sửa gỗ đấy. Hiện tại thì đang có khoảng là 3 xe chữa cháy. Vị trí cháy thì xảy ra tại khu vực Bình Dương giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Nên việc phối hợp chi viện thì cũng đang còn gặp rất là nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng thì đang phong tỏa các tuyến đường để mà hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Người dân xung quanh khu vực cháy thì cũng đã được di dời để mà đảm bảo an toàn cũng như là hạn chế những cái thiệt hại lớn có thể xảy ra. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị trong bản tin tiếp theo.